mua cho nó căn bầu mà thân chịu bây giờ heo rồi. Mua bầu đó. Dạ, em bầu có bị chết việc đúng không? Đúng rồi. Nhà heo nó rim chấm mắm. Alo, mai cái nó ăn không mọi người? Alo, dạ máu gì? Alo, mình đang đâu? Con cũng ba lắm mà đang ở chung với nhau. Nấu đơn giản thôi, đừng nấu cầu kỳ quá chị.
cô mà chấm Nagogo vô là chị bị chảy máu phải lại đó nè. Cái đầu tiên. 12 phút. 12 phút.